Nấu nước lèo. Bắt đầu vào mùa mưa rồi mấy chế ơi. Ăn món có nước lèo húp rộp rộp cho nó ấm bụng. Nguyên liệu gồm cà rốt, củ cải trắng, hành ngò, một khoanh giò heo và gia vị. Không thể thiếu một sản phẩm vừa về nhà Chulele Premium là nồi áp suất đa năng EP301. Sở dĩ nó là nồi đa năng vì em nó có thể hầm xương, nấu cơm, nấu cháo, hấp cách thủy, chiên xào đều được. Công suất khủng lên đến 750W, trọng lượng chưa đến 4kg, dung tích 3 lít nấu được nồi nước lèo cho cả 5 người dùng. Thiết kế màu đen tiền bách mắt, không kém phần sang trọng với bảng điều khiển AMD hiện đại. Cắt nhỏ các phụ kiện cần thiết, trụng khoanh giò bằng nước sôi, cho vào nồi, đổ nước vào, cho tiếp vào phụ liệu, nêm gia vị, mở nguồn, chỉnh chế độ theo món ăn bạn cần nấu. Riêng chiếc nồi áp suất này tôi ưng ở chỗ chỉ sau 25 phút là có nồi nước lèo với khoanh thịt núng nính như vậy đây. Gọi ghê chưa, khoái khoái chạy nước miếng rồi phải không? Vào nhà Zulele để chốt ngay một bộ về cho gia đình mình. Và đừng quên để lại bình luận món ăn mà bạn muốn Zulele nấu ở video tiếp theo nhé.